Hai xin chào quý vị, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Hữu Thọ Channel nghe vị. Thì trong cái bản tin á là ngày hôm nay đối với vị, thì em cũng muốn lên là em cập nhật cho về những cái thông tin, thì nó đang liên quan về một số những cái kênh YouTube từ phía phe đối lập, hay là quý vị cũng biết từ phía như là những kênh YouTube hiện nay. Thì cái vấn đề hiện nay á là quý vị cũng biết rồi, như Điền Võ, Lạc Phong và Jimmy Quỳnh. Thì những cái kênh của những anh em này thì không biết vì lý do gì thì hôm nay thì mất tích trên mạng xã hội. Thì mấy ngày nay đang lùm xùm về cái vấn đề này, nói chung thì nó cũng là rất là nóng quý vị à. Tại vì rất là nhiều cô dì chú bác người ta muốn biết được cái sự thật của vấn đề, tại sao là kênh của những anh em bị như vậy. Thì nói chung á thì những anh em cũng đã nhiều lần lên trên mạng xã hội đính chính, thì cũng 2-3 lần rồi. Và tại vì cái kênh cũng đang bị trục trặc một số kỹ thuật gì đó, lý do gì đó thì mình cũng chưa biết được. Thì những anh em thì người ta cũng nói là khoảng 1 tuần thì những cái kênh này sẽ mở lại được. Thì người ta cũng đã làm một cái kênh mới như là Điền Đồ Cổ gì đó cũng lên để giải thích cái vụ việc này. Nó thì cũng bây giờ cũng được 2 ngày rồi, thì còn khoảng 5 ngày thôi thì những cái kênh đó sẽ phục hồi lại được hay không thì người ta cũng không có dám chắc. Và bây giờ thì người ta chỉ chuyển sang làm một cái kênh dự phòng để chia sẻ những cái thông tin nào mà cho quý vị và các bạn biết. Vì quý vị cũng biết khi mà những cái thông tin này được lan truyền trên mạng xã hội thì có rất là nhiều những cái kênh từ phía phe đối lập nè. Quý vị biết là một cái kênh như là của anh Thám Tử Cung mình đó vậy, thì rất là phái cái vấn đề này. Thậm chí là anh ta lên trên mạng xã hội, anh ta nói rất là nhiều điều về mấy anh em này, về lý do những cái kênh này đã bị mất. Thậm chí là anh ta nói là những anh em này giả bộ chơi những cái chiêu trò gì đó. Rồi quý vị cũng biết là khi mà những anh em đã lên tiếng là sẽ đồng loạt là sẽ kiện, như là nói chung là kiện anh Thám Tử Cung mình đó vậy. Và quý vị cũng biết không phải là người ta buông những cái lời thách thức đến với anh Thám Tử Cung này, tại vì á người ta cũng có rất là nhiều những cái bằng chứng, thậm chí thì rất là nhiều những anh em cũng đã có những cái thông tin mà liên quan tới anh Thám Tử Cung. Quý vị biết đó là anh ta lên trên mạng xã hội, anh ta còn tuyên bố nói rất là nhiều điều, anh ta từng học nghe đâu ngành công nghệ này có bằng cái gì nữa, ghê lắm quý vị. Quý vị không, công an cũng có bằng luôn, rồi bây giờ tới công nghệ thông tin thì anh ta cũng có bằng luôn. Anh ta nói anh ta bước vô cái ngành công nghệ này khoảng 15 năm rồi, ghê không quý vị. Rất là mạnh miệng nghe quý vị ha. Quý vị biết thì cái vấn đề như là của Lạc Phong như Điền Võ có live stream có nói về một số vấn đề là sẽ làm những lá đơn để gửi lên cơ quan chức năng để như hầu như là có thể là kiện anh Thám Tử Cung này về những cái vấn đề như là tấn công hay là xúc phạm gì đó các kiểu, rất là nhiều thứ. Thì nói chung thì hầu như á là cái kênh của anh Thám Tử Cung này đó, nói chung thì rất là nhiều cô dì chú bác cũng đã biết rồi, tấn công rất là nhiều người, thậm chí từng tấn công lang thang bánh mì và rất là nhiều những anh em YouTube, thậm chí là tấn công vào, thì quý vị cũng biết rồi, anh ta nhờ cái vấn đề bu bám vào cô Siêu Âm Mỹ Phương Hằng thì mới có ngày hôm nay, mới được rất là nhiều khán giả để ý đến anh ta. Quý vị biết từ lúc mà những cái kênh YouTube từ phía phe đối lập đó muốn nổi tiếng hoặc là muốn được nhiều người chú ý, chủ yếu là bu bám vào bà Hằng, thậm chí là lên trên mạng xã hội á chửi bà Hằng nè, hoặc xúc phạm bả nè, vu khống cho bả nè, tấn công bả nè, sẽ được rất là nhiều người ưa thích, thậm chí là rất là nhiều người đồng tình về cái quan điểm đó. Đó là rõ ràng là anh ta đang lợi dụng bà Mỹ Phương Hằng để câu view câu like mới có ngày hôm nay, đúng không quý vị? Và quý vị cũng biết khi mà anh ta đang đầu tiên anh ta làm một cái drama này đó vậy, anh ta cũng đã dính líu tới tỉnh Thất Bồng Lai. Quý vị biết ha, tỉnh Thất Bồng Lai bây giờ á, anh ta đầu tiên quý vị không, khoảng tầm 1 tuần lễ 2 tuần lễ trước, anh ta có lên trên mạng xã hội, anh ta đính chính về một số cái vấn đề là anh ta nói anh ta chưa từng nói một clip nào mà ủng hộ tỉnh Thất Bồng Lai, hoặc là một clip nào nói về tỉnh Thất Bồng Lai, anh ta chỉ lên phản bác cho tỉnh Thất Bồng Lai mà thôi. Thì bây giờ trong cái clip sau này, mới trong cái clip tức thì này nè quý vị, anh ta lại nói là anh ta hồi đó anh ta ủng hộ tỉnh Thất Bồng Lai, rồi nhưng sau này anh ta thấy từ từ những người trong tỉnh Thất Bồng Lai là không được, thậm chí là những người trong tỉnh Thất Bồng Lai có những cái vấn đề như là lừa đảo gì đó vậy, thì anh ta muốn rời bỏ tỉnh Thất Bồng Lai. Bây giờ anh ta lên chỉ trích tỉnh Thất Bồng Lai đó, vì thế không, trước đó thì nói một đằng đó, thì bây giờ thì anh ta lại tiếp tục nói một đẻo, rõ ràng vì thế không. Ở đây á thì anh ta có cái sự lương lẹo rõ ràng, anh ta mới vừa live stream tức thì đó, mấy clip trước thì nó không có từng ủng hộ đâu, mà bây giờ nó ủng hộ thì rõ ràng rồi quý vị, anh ta đã từng ủng hộ tỉnh Thất Bồng Lai rồi,
Thậm chí là những lần đó em đã chia sẻ rất là nhiều cái clip rồi, anh ta cũng muốn là nhận thầy ông nội làm cha nuôi cha gì luôn quý vị, chứ không phải là không có đâu. Nhưng tại vì là thầy ông nội biết là cái bản chất của anh ta đó, là chỉ là vì tiền. Thậm chí là thầy nghe đâu những vấn đề mà thầy ông nội không tin tưởng ông ta đó, anh ta đó, nhưng mà tin tưởng toán chằng gì đó vậy, thì mới xảy ra cái xung đột là anh ta rời bỏ Tỉnh Thất Bồng Lai và anh ta không ủng hộ Tỉnh Thất Bồng Lai nữa. Đó, trong cái quá trình suốt một thời gian thì anh ta chỉ bu bám vào cô Sô Nguyễn Phương Hằng. Và khi mà cái vấn đề của cô Sô Nguyễn Phương Hằng sắp đi đến cái hồi kết thì cái vấn đề của Tỉnh Thất Bồng Lai lại nóng lên, thì anh ta bắt đầu cung cấp những cái thông tin, thậm chí là cung cấp những cái bằng chứng rất là nhiều, những cái vấn đề mà liên quan Tỉnh Thất Bồng Lai để chia sẻ lên trên mạng xã hội cho cô dì chú bác biết. Thì đó rõ ràng là những cái mục đích của anh ta căm ghét Tỉnh Thất Bồng Lai. Anh ta mở miệng ra là anh không căm ghét, anh ta muốn đưa cái sự thật cho nó ra ánh sáng, nhưng thật chất là anh ta đang ghét Tỉnh Thất Bồng Lai, ghét thầy ông nội nó một đằng mà làm một nẻo. Thì quý vị cũng đã từng biết rồi, như Lạc Phong cũng đã từng chia sẻ là đã có một số những cái danh sách đã được lên đưa lên trên mạng xã hội, là có như là anh Thám Tư Cung, của luật sư Thanh Từ Trần, hoặc là thậm chí là luật sư Trần Ngu Si. Đó, rất là nhiều những cái kênh YouTube cũng đã dính trong cái bảng danh sách, có thể là cơ quan chức năng sẽ điều tra có ai có nói là đồng phạm với cái vấn đề của Tỉnh Thất Bồng Lai hay không. Đó, thì bây giờ thì anh ta thì nói chung á, thì nếu những anh em này không làm đơn kiện thì không sớm thì muộn thì anh Thám Tư Cung mình cũng phải trả giá về những cái vấn đề lên trên mạng xã hội mà thôi. Nhưng thì nếu mà anh em càng kiện sớm á, thì cho anh này á, thì đi càng sớm một chút xíu đó, cho nó khỏe. Tại vì không phải là mình binh vực cho ai, tại vì mình thấy, mình cũng thấy rất là rõ ràng đó, rất là nhiều lần anh ta lên trên mạng xã hội, anh ta đã tuyên truyền những thông tin không sai sự thật. Bây giờ quý vị các bạn thử để ý đi, ở cái kênh của anh ta đã không còn mạnh như lúc trước nữa. Một lần đầu tiên mà còn cái vụ việc mà cô Sô Nguyễn Phương Hằng chưa bị tạm giam đó vậy, quý vị thấy không, một lần anh ta live stream có thể là lên tới vài ngàn người đó, khi mà xong một buổi live tôi phải 50-60 ngàn, 60-70 ngàn người xem. Rồi bây giờ đó, một lần chọn có 10 ngàn 7-8 ngàn khi một ngày là một clip đó, rõ ràng là cái sự sa sút nó xuống gấp bội lần. Thì tại vì anh ta đưa những thông tin sai sự thật quá, thậm chí là những cái thông tin mà không đúng sự thật rất là nhiều, ghét ở khán giả người ta xem, người ta nghe ghét, ở này toàn dẫn dắt dư luận, toàn lấy những thông tin sai sự thật. Mở miệng ra thì anh nói là anh học thức sâu rộng, mở miệng ra anh kiến thức rất là cao, hết làm công an, học bên công nghệ thông tin, rồi làm thám tử các kiểu luôn đó. Nhưng mà quý vị cũng biết rồi, cũng là thuộc dạng tội phạm thôi đó, cũng là thuộc cái biệt danh như là tội phạm đó, từng đụng chết người rồi bị xử những cái vấn đề như là cho tại ngoại, nói chung thì hưởng cái án treo đó vậy, được hưởng 2 năm đó. Đó, đó cũng rất là rõ ràng trên mạng xã hội rồi, có thể là chối cãi được đâu, đâu phải là anh tốt, anh học thức mà anh không có làm sai đâu. Nó rất rõ ràng cho nó đúng không vậy? Thì quý vị cũng biết là trong cái ngày hôm nay cũng có thông tin vui lắm, em cũng chia sẻ cho quý vị rồi đó, là cô Lan lưa thưa mình đó vậy, cũng bị công an tới nhà mà không biết sao cô ta không có tiếp, mà cô ta ở trong thì đóng cửa. Lại chụp hình từ camera quay lại cái chia sẻ lên trên tab cộng đồng. Em không biết làm gì quý vị. Khi mà công an tới nhà thì không mở cửa tiếp đâu. Bắt đầu chụp hình đưa những anh công an lên đứng trước cửa nhà tôi chụp hình thế này. Thì người ta lợi là chắc chắn là có chuyện rồi quý vị à. Nhưng mà cô ta lại không dám cái vấn đề đó, không dám bước ra. Sợ. Sợ mà khi đụng tới cơ quan chức năng sẽ tôi teo vòi sao. Đó. Thì nói chung á là cái bản tin là ngày hôm nay đó vậy. Em chỉ muốn lên là em chia sẻ cho quý vị và các bạn có bấy nhiêu thôi. Tại vì em thấy những anh em bây giờ đang rất là lùm xùm, và thậm chí là rất là nhiều anh em đã mở miệng ra là sẽ đòi lập vi bằng và kiện anh Thám Tư Cung này. Mình cũng rất là vui, mình cũng sẽ chờ đợi một ngày không xa thì anh Thám Tư Cung này phải trả giá với những cái sự việc làm của mình để trả lại những cái sự công bằng cho rất là nhiều người mà anh ta từng vu khống xuyên tạc trên mạng xã hội suốt một thời gian vừa rồi. Thì nói chung thì cái bản tin là ngày hôm nay đó vậy, em chỉ muốn lên là em chia sẻ cho quý vị và các bạn thì có bấy nhiêu thôi. Thì quý vị và các bạn có xem kênh đó thì cũng nhớ đăng ký kênh và ủng hộ kênh các em nghe Việt. Kênh các em là kênh Hữu Thọ Channel. Nói chung kênh cái nó mất đề sức rất là nhiều, nên bây giờ em làm clip cũng rất ít anh chị em xem. Thì quý vị có xem kênh đó thì cũng nhớ cho em một like luôn nghe Việt, để cho kênh các em có độ tương tác hơn quý vị ơi, để em còn động lực mà em làm những cái video mà hay hơn cho quý vị xem. Và thôi thì bây giờ em cũng xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo. Em xin chào và bye bye quý vị, bye bye.